đoạt huy chương bạc của giải bông lúa vàng năm 2021. Tiếng hát của nghệ sĩ Võ Văn Ta, xin mời em. Hoài Dương mong rằng trong một vài tiết mục nữa thì sẽ mời phần giao lưu của bà con ở quê hương mình. Ai hát được bài gì có chương trình karaoke bên trên phục vụ cho các cái gì mà các bạn. Dạ vâng, ta xin kính chào bà con cô bác có mặt trong buổi tiệc trưa hôm nay, với lời chúc sức khỏe và lời chào thân thương nhất là. Và cũng để hát chút vui thì con ta xin gửi đến bà con cô bác với bà con cổ trong bài Công Cha Nghĩa Mẹ. Và xin mời bà con cô bác cùng nhau. Yeah.
tiền tao hỡi những ai là người tốt nào mau quay về tam bảo để cầu xin chấp tay con gái Phật trời cầu cho cha mẹ sống đời với con cha mẹ còn có con đỏ cảm ơn anh em trong mỗi tay và tất